Nói không ngoa, khi mà Asus thực sự là hãng laptop có độ phủ sản phẩm trải rộng nhất từ trước đến giờ. Họ có những giải sản phẩm mức giá rất hợp lý, nhưng mà cấu hình và hiệu năng của nó thì vẫn cực kỳ là mạnh mẽ. Nhưng mà bên cạnh đó thì chắc chắn là vẫn sẽ không thể thiếu những sản phẩm với mức giá trên trời và hiệu năng và cấu hình thì lại ở trên 9 tầng mây. Và hôm nay thì mình sẽ mang đến cho anh em một trong những chiếc chiến hạm với hiệu năng vô cùng là mạnh mẽ, CPU Core i9HX đầu tiên tại Việt Nam. Và rõ ràng là cái cấu hình này, hiệu năng này nó thay luôn so với cả những chiếc desktop khủng bố nhất. Rồi thì thiết kế của nó super cool, ngầu chất nhất quả đất, dọi đèn vào nó sáng luôn. Và đây là chiếc ROG Strixka 17SE. Ok, ngay từ lúc cầm trên tay chiếc máy này thì mình đã có một cảm giác rằng là như đang cầm trên tay một chiếc phi thuyền vậy. Thì khác với những dòng Zephyrus vốn có hiệu năng cao nhưng mà trong một cái thân hình rất là mỏng nhẹ, thì dòng Strixka có một cái gì đó nó cơ bắp và nó to nạc hơn rất rất nhiều. Mặt A của máy thì nó khác xa so với cả những dòng ROG mà mình đã từng biết đến. Nó khá là đơn giản với logo ROG và một đường vắt chéo. Thậm chí rằng là cái đường vắt chéo này nó còn không nổi bật như là những chiếc Zephyrus Duo cơ. Thế nhưng, chỉ cần cầm cái đèn UV mà ROG đã tặng sẵn trong hộp của máy và chiếu vào cái phần bên dưới của đường vắt chéo này là bạn sẽ thấy rằng là một loạt những ký tự nổi lên ở trước mắt. Và đây chính là những gợi ý cho những tựa game giải đố ROG Skyrunner của hãng hiện đang có mặt miễn phí ở trên Steam đấy nhá. Nên là các bạn có thể là tham khảo trên Steam để mà chơi thử tựa game này nhá. Màn hình kích thước 17.3 inch, nó rất là lớn. Độ phân giải 2K, tần số quét 240Hz, 30 giây, lại còn có độ bao phủ màu lên đến 100% DCP3 nữa chứ. Một tấm nền cực kỳ là chất lượng, cực kỳ tốt. Nó sẽ thỏa mãn bất kỳ một cái tựa game nào mà anh em ném vào đây. Và chiếc máy này nó sẽ đem lại một lợi thế cực kỳ là lớn. Mình có thử chơi Stray với mức đồ họa cao nhất, thì sau vài tiếng mình có một cảm giác như là đang được nhập hồn luôn vào chú mèo Stray này vậy, chứ không phải là đang chơi game nữa. Bởi vì những cái thao tác nó quá mượt và hình ảnh của nó thì lại cực kỳ là đẹp. Hay là mình có thể nhảy vào những trận chiến không cân sức giữa Mỹ và Nga ở Battlefield 2042, thì mọi thao tác chuyển động, chiến đấu nó đều nét tới từng chi tiết, cứ như là đang được xem một cái bộ phim hành động vậy. Bàn phím của máy thuộc dạng full size, cảm giác gõ thì không có điều gì để chê cả. Chỉ có touchpad thì mình thấy ra là nó hơi bé so với cả cái phần diện tích ở phần nửa dưới. Máy sẽ có hai cổng USB-A với chuẩn USB 3.2 Gen 1 ở bên cạnh trái này, hai cổng USB-C ở cạnh sau, một cổng Type-C hỗ trợ xuất hình ảnh và sạc nhanh này, và một cổng còn lại thì hỗ trợ Thunderbolt 4. Cổng sạc riêng, một cổng mạng LAN RG 45 và một cổng HDMI 2.1 xuất được 8K 60Hz nữa. Và xen kẽ giữa những cổng kết nối đó chính là 4 khe gió thoát nhiệt được làm rất lớn. Có một cái lưu ý nho nhỏ đó chính là một trong 4 khe gió thoát nhiệt của nó thì lại được đặt ngay tại cái vị trí mà mình đặt chuột. Nên là mình cảm tưởng rằng là khi mà đặt ngang con máy này thì cái tay của mình đang được ẵm trong một cái lượng nhiệt của con máy này nó xả ra. Khá là nóng trong một thời tiết oi bức như là mùa hè như vậy. Và nếu như mà anh em có chơi game ấy, thì anh em hãy sử dụng đế tản nhiệt để mà kê lên thì trải nghiệm nó sẽ ok hơn. Mặt C của máy được làm bằng nhựa với kiểu smoke nhẹ ở phần góc 1/4 thứ nhất, giúp cho bạn có thể là thấy rõ được những linh kiện bên trong. Một chi tiết thiết kế rất có ý đồ của ROG, thể hiện được rằng là cái hiệu năng của chiếc máy này nó cũng ra gì đấy. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nói luôn về hiệu năng và cấu hình nhá. Mình muốn dành phần lớn thời gian cho hiệu năng của chiếc máy này bởi vì nó đã thực sự Intel đã quyết chơi lớn và tung ra con chip Core i9-12950HX này. Nó thậm chí còn mạnh hơn cả Core i9-12900H rất nhiều. Cùng với đó là lượng điện tiêu thụ nó cũng sẽ nhiều không kém. Các đồ họa mà Asus đẩy lên con máy này thì cũng là chiếc Nvidia GeForce RTX 3080 Ti với TDP lên đến là 175W và 16GB VRAM GDDR6. Nên là hiệu năng của máy nó cũng sẽ nhảy vọt hẳn lên so với cả phiên bản RTX 3080 Ti 130W trên chiếc Zephyrus Duo 16 mà lần trước mình đã từng review đến các bạn. Và kết hợp lại cả CPU và GPU trong những tác vụ thực tế thì chiếc máy này nó sẽ có thể tải điện lên đến là 240W, khủng nhất từ trước đến giờ trong một chiếc laptop luôn. Và để có thể làm được điều đó thì chiếc máy này nó cũng sẽ phải có một hệ thống tản nhiệt là cực kỳ tốt. Asus đã trang bị dàn tản nhiệt buồng hơi Vapor Chamber khủng được trang bị trên đây. Nó bọc gần như là kín mít main box luôn. Bên dưới thì lại còn có keo tản nhiệt kim loại lỏng nữa. Nên là đó chính là lý do vì sao mà Asus lại có thể đẩy hiệu năng của SKA 17SE lên mức khủng bố như vậy. Hiệu năng làm việc thực tế của nó thì khỏi phải bàn, và nó là một sự nhảy vọt thực sự. Tất nhiên rằng con số nó sẽ thay đổi tùy thuộc vào những tác vụ mà anh em đang làm, nhưng anh em có thể yên tâm rằng là nó rất mạnh. Hiệu năng gaming thì anh em cứ thoải mái chơi 2K, max setting và FPS của máy thì vẫn cực kỳ là thoải mái.
Chiếc máy này cũng sẽ có luôn Musgrave để đảm bảo rằng là anh em có thể tận dụng được triệt để hiệu năng của em cặp đồ họa Rolex 3080Ti, nên là anh em sẽ không phải lo đến những câu chuyện về việc là nghẽn cổ chai này kia nữa. Còn về nhiệt độ trong suốt quá trình chơi ấy, thì máy vẫn sẽ tự động điều chỉnh linh động sao cho không quá nóng. Hay là anh em muốn mát thì anh em sẽ có thể là hạ profile hiệu năng xuống ở mức giữa, khi đó thì máy nó sẽ vừa đỡ ồn hơn và nhiệt độ của máy thì cũng sẽ rất là mát mẻ nữa. Ok, tất cả những điều mà mình vừa chia sẻ ấy, thì gần như đó đều là những điểm mạnh rất là lớn trên chiếc SK17SE này. Và gần như là anh em sẽ khó mà có thể tìm được một sản phẩm là tương đương có được những điểm mạnh như vậy. Bởi vì điểm mạnh gần như là cái unique selling point của chiếc máy này luôn ấy. Bất kỳ một cái điểm mạnh nào thì nó đều rất là độc nhất. Và chắc chắn rằng là anh em cũng đang băn khoăn rằng là liệu một cái chiếc máy đắt như vậy thì nó có những nhược điểm gì không, đúng không ạ? Thì nó có. Thứ nhất, ví dụ như cái vấn đề khe gió thoát nhiệt được làm hơi sâu, cũng là điều mà mình đã nói ở trên. Nó phả vào tay khi mà anh em dùng chuột vào chơi game. Thứ hai, đó chính là laptop 100 triệu mà lại không có webcam, thì mình thấy rằng nó cũng hơi kỳ. Và điều này thì nó sẽ ngẫu nhiên loại bỏ đi tính năng mở khóa khuôn mặt thông qua Windows Hello, một cái tính năng mà rất là tiện và mình rất là thích. Nhưng chiếc máy này hơn 100 triệu mà nó lại không có. Thứ ba, máy cũng có cân nặng rất là lớn. Nó gần 3kg kết hợp với cả cục sạc 330W là chúng ta sẽ có một cục tạ 4kg ở trên vai rồi đấy. Và cuối cùng đó chính là thời lồng pin. Intel Core i9-12950HX hoàn toàn không phải là một người bạn tốt của thời lồng pin trên chiếc máy này, khiến cho viên pin 90Wh nó sẽ chỉ trụ được khoảng là 3 tiếng rưỡi mà thôi. Đó cũng không quá là nhiều đâu. Bù lại thì máy cũng sẽ có cổng USB-C cũng hỗ trợ sạc nhanh. Rồi, mình muốn tổng kết lại video ngày hôm nay bằng một vài những suy nghĩ về chiếc máy này. Nếu như bọn có thể sống chung với một vài những điểm trừ mà mình kể trên, mà đa phần những điểm trừ đó ấy, đều là những cái điều mà các bạn gặp phải nếu như mà bạn đi mua một chiếc laptop gaming hiệu năng khủng và gaming cao cấp, ví dụ như là nặng này hay là pin này, đó đều là những cái điều mà nó vốn dĩ gặp phải ở thời điểm hiện nay. Tuy nhiên, ngược lại thì chắc chắn bạn sẽ được trải nghiệm một hiệu năng đỉnh của chóp mà ngay cả những chiếc PC cũng không thể sánh bằng. Một màn hình vừa đẹp và nó rất là mượt, giúp cho bạn thoải mái phá đảo bất kỳ bộ tựa game nào mà các bạn yêu thích. Và đây chính là chiếc LG Strix K17SE. Anh em nghĩ sao về chiếc máy này thì hãy cùng comment phía bên dưới nhá. 110 triệu anh em có sắm ngay một M2 được không? Thì hãy cùng chia sẻ suy nghĩ của anh em phía bên dưới nhá. Hy vọng rằng video này sẽ hữu ích đến với cả anh em. Và nếu như mà anh em yêu thích nó thì hãy ủng hộ Thinh View bằng cách là like, share cũng như subscribe channel để mà tiếp tục theo dõi những video mới nhất ở trên kênh nhá. Đừng quên follow các kênh trong hệ sinh thái của Alpha, bao gồm Thinh View, The Reviewer, Vui Vẻ, Người Chơi Đồ, Người Chơi Điện Tử, để mà tham khảo những thông tin liên quan đến công nghệ, phim ảnh, xã hội và game nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.